tối ngày 4 tháng 6, đội tuyển Việt Nam đã trở lại sân tập để tiếp tục chuẩn bị cho 3 trận đấu còn lại trong khuôn khổ vòng loại thứ 2 FIFA World Cup 2022 khu vực châu Á. Buổi tập diễn ra vào 20:30 theo giờ địa phương nhằm giúp các cầu thủ làm quen với khung giờ thi đấu. Không còn cái nắng cháy da như ban ngày, nhưng sự oi ả, nóng bức với độ ẩm khá cao của thời tiết tại UAE vẫn là thử thách thật sự đối với các học trò huấn luyện viên Park Hang-seo. Nhằm giúp đội tuyển có sự thích ứng tốt nhất với điều kiện thời tiết tại UAE, huấn luyện viên Park Hang-seo đã yêu cầu các bác sĩ tăng cường nhiều giải pháp khác nhau, trong đó có cả các bài khởi động chuyên biệt để phòng ngừa việc các cầu thủ vận động quá sức sẽ gây mất nhiều nước, điện giải dẫn đến chuột rút hoặc giật cơ. Chỉ còn 2 ngày nữa, đội tuyển Việt Nam sẽ bước vào trận đấu với Indonesia. Do vậy, huấn luyện viên Park Hang-seo và các cộng sự trong ban huấn luyện cũng đã nghiên cứu kỹ lưỡng giáo án tập luyện nhằm giúp các cầu thủ có điểm rơi phong độ cao nhất. Ngoài ra, cũng giúp cho đội tuyển Việt Nam có sự chủ động trong sách lược nhằm hiện thực hóa mục tiêu đặt ra.